chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nè. Mình là Anh Thi đây. Trước khi xem video thì các bạn hãy nhớ để lại một like nè, một share nè. Đừng quên ấn nút subscribe và ấn vào cái chuông để mỗi khi mình ra video mới các bạn đều nhận được nha. Video này thì mình sẽ quay về một con thú cưng mới của mình. Đây mọi người nhìn này. Đố mọi người con này cái gì nè. Chắc mọi người đọc tiêu đề cũng biết rồi ha. Đấy, hai con đây thì hai con này có vẻ là khá là lì lợm. Các bạn đi theo mình ra đây coi chuồng. Tổng cộng số tiền mà tụi mình mua hết đống đồ này đây 1.500.000 đấy, hết tất cả mọi thứ thì cũng còn chai này nữa đây, thì tất cả mọi thứ tụi mình mua thì cũng hơn 1.000.000. Nên các bạn nào mà thấy video này hay á thì nhớ để lại một like một share để mình có động lực để mình làm thêm những video tiếp theo về hai bé nhím này nha. Cho nó lên nó chạy đi. Không có đứa nào lên chạy vậy. Lên chạy tập thể dục đi. Ủa? Mọi người biết. Giờ mà thì sẽ khi bắt. Mà mình thả chung. Đó là sao của mình. Trời ơi, khi bắt nó lên thì nó cứ làm như vậy miết à. Đây nè mọi người. Khi mà mọi người mới nuôi nhím á thì tốt nhất mọi người đừng có lên bắt bằng tay. Khi mà kiểu nó sợ quá thì ra nó sẽ sình lên và sẽ chích mọi người. Nên tốt nhất là cứ bắt bằng khăn cho chắc. Đấy, đây nhím của mình tên là sói, tên nghe hùng gì mạnh mẽ đấy đấy đây các bạn. Đây là bé kem đây nè, bé kem cùng một bé răng rụng. Bé kem là bé sư viên răng rụng. Hai cha. Hai chứ. Đây là bé sói này, để bé sói đây cho mọi người xem nha. Đấy. Đây là bé kim. Đi đâu con? Con đi đâu vậy? Các bạn. Đây mình sẽ ẩm nó vậy. Cho nó vô tập thể dục đi. Phải vô tập thể dục đi. Để con sư binh vô. Nếu các bạn thích hai bé nhím này thì nhớ để lại cho video này một like và một share nha. Nhớ chia sẻ. Đây là cảnh bé kem đang tập thể dục. Nhưng mà kem ơi, kem làm gì vậy kem? Kem ngủ à hả kem? Kem đang làm gì thế mọi người? Chết rồi. Quay cái vòng thử nó chạy không? Mình sẽ thử nghe quay vậy nhẹ thôi. Rồi. Chạy đó. Ngủ rồi. Thôi đóng lại cho nó ngủ đi. Bye. Còn đây là bé kẹp, bé sói. Bye bye. Con. Nhìn mọi người mở mắt to ra nào. Mở mắt ra đừng có nhắm mắt chứ. Hay nãy giờ leo ra bất mãn á. Đấy.